Ở vùng Đồng Tháp 10, để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, Hợp tác xã Mỹ Đông 2 đã đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, xây dựng các cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ 4.0, từ đó tạo ra những sản phẩm sạch, thân thiện môi trường, mang lại lợi ích bền vững cho các thành viên và cả người tiêu dùng. Đặc biệt khi ứng dụng công nghệ 4.0, năng suất lúa tăng lên 20% so với các canh tác truyền thống. Hơn 570 hectare trồng lúa của Hợp tác xã Mỹ Đông 2 đã được cơ giới hóa đồng bộ từ việc sử dụng phân bón thông minh đến việc cấy lúa bằng máy, phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, tưới ngập khô xen kẽ bằng năng lượng mặt trời. Tất cả các công đoạn từ trồng lúa đến thu hoạch đã có máy móc làm thay. Mình nhờ công nghệ khoa học của nhà nước đưa ra thì mình rất là chi phí nó đỡ. Ngày xưa thì xài chi phí nó rất là 15 triệu một hectare, bây giờ phải 11, 12 triệu. Phân bón một lần một là mình đỡ tốn tiền công, là mướn nông dân gạo gái cho mình. Kiểu như mình dùng công nghệ là rất khỏe, nông dân là rất vui sướng. Hợp tác xã cũng đang ứng dụng hiệu quả mạng lưới giám sát sâu dày thông minh, sử dụng sổ điện tử truy xuất nguồn gốc. Qua đó giúp thành viên nắm chắc quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, kịp thời điều chỉnh và phòng trừ sâu bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhập học người ta đã có cái nghiên cứu cái quy trình cây lúa từ một ngày tuổi đến cát là nó bao nhiêu, và giai đoạn nào bón phân, giai đoạn nào không bón phân như thế nào đó, thì khoa học người ta đã phân tích trên cái đó thì thấy rằng đó là hiệu quả. Nếu mà làm cái năng suất theo cái truyền thống của nông dân đó, thì khoảng một công là khoảng chừng 800 kg thôi, còn nếu mà áp dụng tiến bộ khoa học thì công là khoảng chừng tấn. Người nông dân từng bước áp dụng được kỹ thuật công nghệ 4.0 và cái hiệu quả về mặt sản xuất, về mặt xã hội, đặc biệt là thu nhập của người dân tăng lên. Và bây giờ tình hình mà gọi là để chi phí sản xuất giảm xuống và thực hiện sản xuất lúa bây giờ rất là nói chung là nhàn hạ, là công việc nó rảnh rỗi hơn so với lúc trước. Nhờ ứng dụng tốt công nghệ 4.0 trên đồng ruộng, lúa của hợp tác xã với chất lượng vượt trội được nhiều doanh nghiệp bao tiêu với giá cả ổn định, góp phần gia tăng thu nhập cho hơn 100 thành viên và nông dân liên kết, ngay cả những lúc thị trường biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh.